Rồi đọc đi, chào cái ơi. Hello. Hello. Đó, mình nói nó khỉ, mình giống con khỉ. Kênh núi khỉ vi ba mà có quá trời người xem luôn, có 2 ông khỉ già. Lên kênh nha, kênh YouTube nha. Lên YouTube. Rồi có cho khỉ gì ăn không? Có ăn hết 2 nãy rồi. Ồ, có gì nữa không? Giật hết nãy rồi. Trời, giật hết nãy hả? Đi chung nhóm mình đúng không? Dạ. Sướng sướng không? Bay lắm hả? Lấy mua bịch đậu cho Thủy ăn rồi cái em quay cho. Cho nó vui. Có ăn mấy giờ luôn rồi. Nhưng mà nãy giờ không có ghi hình. Làm lỡ nữa đâu có ghi hình. Bây giờ mình la lên YouTube mình ghi hình. Ừ. Ăn mấy ăn gì? Dạ có. Cái gì ngồi được không mắt nữa, cắn gãy con chết. Ngồi cắn gãy con chết luôn. Đó đó, lưu tính thằng à. Hết chuyện rồi, ông Khỉ thì đang sống đây 30 năm gì đó mà nó không chết gì đó. Nó sạm sạm điện thoại gì đó. À, chém gió đúng không, chém gió đúng không. Thôi ở đây số lượng này mình phải gần 8.000 con đi, nhưng mà giờ vậy tán cư còn cái 100 con hả gì đó. Rồi lát tối coi nha, quay có 1 khúc à, tối coi 1 khúc tối vô công kênh núi khỉ V3 coi.